Quý vị thân mến, vị linh mục Việt Nam giúp đỡ cuộc sống những người gặp khó khăn. Cha Paul Dương Công Hồ, 76 tuổi, được bổ nhiệm về giáo xứ Thanh Tâm, thành phố Bảo Lộc vào năm 2016. Từ đó, cha đã lát sơn nhà thờ, xây dựng hang đá Đức Mẹ và xây dựng một công trình đa năng, vừa là nơi vui chơi của trẻ em, vừa là nơi tổ chức tiệc cưới, giỗ và lễ. Bên cạnh đó, cha còn tổ chức các khóa học tiếng Anh, âm nhạc và võ thuật cho trẻ em. Kính thưa quý vị, cha đã xây dựng lại nghĩa trang của giáo xứ có từ năm 1954. Nghĩa trang này rộng đến 15.000 m², có tượng Đức Mẹ và được trang trí bằng cỏ, hoa, đèn điện, thu hút du khách từ nhiều nơi đến thăm. Ngoài ra, vào tháng 7 năm 2020, cha Hồ đã nâng cấp và hoàn thiện 10 km đường và lối đi quanh giáo xứ. Quý vị thân mến, bà Teresa Nguyễn Thị Thủy Tiên cho biết những dịch vụ phúc lợi mà cha Hồ cung cấp đã tạo nên những thay đổi sâu rộng đối với các cuộc sống của tín hữu. Nhiều người thường xuyên tham dự thánh lễ và gửi con đến các lớp học giáo lý và các hoạt động khác tại nhà thờ sau khi những con được sửa chữa lại. Họ cũng tiết kiệm được một nửa chi phí khi tổ chức tiệc cưới tại giáo xứ thay vì là ở nhà hàng. Kính thưa quý vị, theo tờ UCA News đưa tin, hiện nay cha đang xây dựng các kiosk dành cho những người bán hàng rong trên một khu đất mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa trả lại cho giáo xứ. Kính thưa quý vị.